Em chào mọi người nhé. Hôm nay tiếp tục mình ra vườn mình quay có cho các bạn cái cây hồng táo nhé. Rất nhiều bạn cũng đang bảo là cây hồng táo này có phải chuẩn giống không, có phải là hồng táo không hay là táo ta. Thì mình xin thưa với mọi người cái cây này của mình là đảm bảo chuẩn giống 100% là táo tàu jujube nhé các bạn. Cây táo tàu jujube này thì cái lá của nó nhỏ này, có nhọn này, có răng cưa nhé. Nó không tròn như cái giống táo ta nhé. Và thân táo của nó rất là khác. Đây là cây ghép này các bạn. Đấy, đây là cây ghép nhá. Cây ghép và nó ít gai này. Đấy, cây ghép và ít gai nhá. Và quả của nó, cây này thì của mình nó đã từng ra trái rồi và đợt này nó hết. Hiện tại lá nó lên thì bên mình đang dưỡng lá, đang dưỡng cây, chuẩn bị là như miền Bắc là sẽ vào đợt ngủ đông mới. Đấy. Đấy, cái cây này của mình nó là cây sugarcane nhé mọi người. Cây sugarcane này thì trái của nó rất là ngọt này, rất là giòn này và quả rất là to nhé. Sugarcane này thì là mình theo như mình ăn ý, thì mình thấy cái quả của nó khi chín mình ăn thấy nó giòn, cái vỏ của nó mỏng, ăn cảm giác như nó tan trong miệng ý. Rất là ngon nhé mọi người ạ. Nếu như người nào mà đã chưa có cái cây sugarcane này thì mọi người nên trồng một cây nhé. Mình khuyên thật là mọi người nên trồng một cây bởi vì là nó cực kỳ là ngon đấy ạ. So với các cái dòng táo khác thì mình thấy sugarcane là rất là ngon. Và thêm một cái giống nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đây, cây này là cây mai da nhá. Mai da này thì nó quả lá nó rất là to này. Đấy, lá rất là to nhá. Và cây này của mình nó là cây to nhá. Đường kính gốc của nó đã được 3 phân rồi đấy. 3 phân rồi nhá các bạn. 3 phân này, cây rất là to, rất là đẹp này. Đấy, đang bật lá rất là xanh nhá. Đấy, cây này cây Maya nhá các bạn. Quả khi chín có màu đỏ này, đít nhọn. Gần giống với cây ga 866 nhưng mà khi chín nó màu đỏ nhá. Đấy, quả to. Đấy, đây là cây Maya này. Đấy, các bạn nào muốn trồng giống táo gì thì liên hệ cho mình nhé. Nhà mình vườn nhà mình có khá là nhiều giống nên các bạn muốn lựa chọn thì có thể liên hệ cho mình để mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn về các cái giống táo ở vườn mình nhé. Mình xin chào tất cả mọi người, mong mọi người có qua ủng hộ vườn mình nhé. Nhà vườn Cát Tường, số điện thoại là 037 522 7484. Rất cảm ơn mọi người đã xem clip.